thấm thoát. Đã gần 3 năm kể từ ngày em bắt đầu bước chân vào ngôi trường trung học cơ sở Vọng Thê, em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, với biết bao cảm xúc lẫn lộn, khó tả. Nhìn lớp lớp đàn anh, đàn chị đang háo hức đến trường trong niềm hân hoan, và cả những bạn đồng trang lứa với em cũng háo hức không kém. Nhưng cũng có chút lắng lo vì bước vào một ngôi trường mới, một cấp học mới và những thầy cô mới. Ngày ấy, đập vào mắt em là chiếc cổng trường khang trang, tiếp đó là con đường bê tông khá rộng rãi tiến vào sân trường, với hai bên lề đường là những thảm hoa cỏ xanh tươi với đầy đủ màu sắc. Bên trong là chiếc sân trường rộng lớn với những tán cây cao to che bóng mát rộp trời. Cảnh tượng ấy được khiến lòng người ta cảm thấy trong lành và thoải mái đến lạ. Vì trường mới xây chưa lâu và là trường đạt chuẩn quốc gia nên cơ sở vật chất theo nhận xét của em là còn rất mới và khá đầy đủ. Những phòng học mới toanh, những đồ dùng học tập hiện đại, và điều làm em cảm thấy thích thú và phấn khởi nhất vì nó đúng với sở thích của em là thư viện của trường. Thư viện trường là một căn phòng rộng khoảng 60 m² với rất nhiều kệ sách và đầy dãy những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Đó là những quyển sách hay và vô cùng bổ ích như sách giáo khoa các môn học, sách tham khảo, truyện cổ tích hay những quyển sách của nhiều lĩnh vực khác nhau mang lại những kiến thức hết sức đa dạng và phong phú. Ngoài ra, thư viện trường còn có hai bộ máy vi tính để chúng em có thể tìm đọc những kiến thức trực tuyến khi cần thiết nữa. Ngày nào cũng vậy, không chỉ riêng em mà còn có rất nhiều bạn cứ hễ ra chơi hay những buổi đi học trái buổi có thời gian rảnh là chúng em lại háo hức bay ngay vào thư viện để tìm đọc những quyển sách hay và thú vị. Chúng em mê lắm, mê được đắm chìm trong đại dương kiến thức rộng lớn mà sách mang lại. Yêu biết bao nhiêu, thư viện cho ta bao điều kỳ diệu, nối con người với quá khứ tương lai. Yêu biết bao, yêu biết bao nhiêu, những cuốn sách mang tâm hồn thời đại, tri thức muôn đời lưu giữ nơi đây. Sách dạy ta sống có nghĩa nhân, sách chỉ cho ta điều hay điều đúng, biết sống sao vẹn tình trước sau. Sách mở ra những chân trời tươi sáng, con chữ nở hoa thành nhạc thành thơ. Yêu biết bao nhiêu, thư viện cho ta bao điều kỳ diệu, tri thức xây đời mãi mãi xanh tươi. Em thấy thư viện trường có rất nhiều sách hay và bổ ích, nhưng có rất ít các bạn tìm đến để đọc sách. Có lẽ các bạn có sở thích khác hoặc muốn tìm kiếm các thông tin trên các phương tiện hiện đại hơn. Em thấy trường mình có rất nhiều sách hay và có cả máy tính để cho chúng em đọc sách và tìm kiếm những thông tin đa dạng nữa. Năm nào trường cũng tổ chức các cuộc thi giới thiệu về sách, chúng em có dịp về Bác Hồ, giúp cho chúng em có thêm nhiều sân chơi bổ ích. Em hy vọng thư viện trường sẽ thường xuyên cập nhật duyên một sách mới và đa dạng hơn để chúng em có nhiều lựa chọn để đọc hơn. Ngày nay, trong điều kiện xã hội loài người phát triển, các phương tiện truyền thông hiện đại như đài, TV, Internet rất phát triển. Song, sách vẫn là phương tiện truyền thông phổ biến và cần thiết đối với nhân loại. Sách còn có vai trò hoàn thiện nhân cách con người. Sách còn là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại
và tương lai của nhân loại nói chung và của từng dân tộc nói riêng. Nhờ sách mà chúng ta hiểu được lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của tổ tiên, hiểu được nguyên nhân nào đem lại sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược của một dân tộc nhỏ bé như dân tộc ta. Có thể nói, mọi tinh hoa của đời sống vật chất, đời sống tinh thần của dân tộc Việt đều được phản ánh trong từng trang sách. Từ những hiểu biết do sách đem lại, chúng ta lại thêm tự hào và có ý thức sống sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của ông cha ta. Chính vì lẽ đó mà em đã yêu thích và thường xuyên đến thư viện để đọc sách ngay từ khi còn học cấp 1. Nhưng rồi, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm đầu lớp 6, lớp 7 diễn ra khá phức tạp, nên chúng em phải chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến tại nhà. Em cảm thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè và cả cái thư viện mà em rất yêu thích nữa. Trong suy nghĩ của em, luôn có mong ước rằng nhà trường sẽ mở một câu lạc bộ bạn đọc để chúng em có những chia sẻ bổ ích với nhau và cùng nhau thảo luận về sách, để cùng nhau vươn tới cái chân thiện mỹ của tri thức. Thay lời kết, em xin trích dẫn một câu nói của Vasilis Gaia: sách là người bạn chân thành và sáng suốt, nó chỉ cho bạn con đường đúng đắn, nó tự cho bạn khỏi bị lầm lạc. Có sách ở bên mình thì cả trong thời thơ ấu, cả giữa lúc thanh xuân và cả những khi về già, bạn không bị cô độc, bạn cảm thấy mình